Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm trước giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống chiller. Thì hôm nay giới thiệu với các bạn một trong những cái hệ thống ngược lại của chiller ấy. Không biết là các bạn có hay gặp không, nhưng mà thường thì đối với những cái hệ thống lớn người ta mới dùng cái hệ thống heat pump này. Thì nói sơ qua về cái hệ thống nó như này, tức là bình thường ấy, cái điều hòa không khí của các bạn là nó sử dụng chiller đúng không? Sử dụng nước, ví dụ như FCU thì nó sử dụng một bên là nước lạnh và cái chiều nóng của nó là nó sử dụng các cái con điện trở đốt, các cái thanh điện trở sưởi ấy. Thì về mùa đông thì nó chạy bằng các cái thanh điện trở này. Tuy nhiên ấy, thì những hệ thống lớn thì một số các cái đơn vị người ta sẽ sử dụng song song hai cái dàn, một dàn thì khi bơm nước lạnh vào để chạy cho mùa hè, và một cái dàn song song với cái dàn nước lạnh đấy chính là cái dàn nước nóng, tức là có hai dàn được thiết kế song song với nhau. Đấy là một số cái dòng FCU nó có hai đường lạnh và hai đường nóng. Đấy thì cái hệ thống heat pump này chính là cái hệ thống mà nó sẽ làm nóng nước. Đấy, hệ thống chiller thì làm lạnh nước, hệ thống heat pump thì làm nóng nước. Đấy thì đây là một cái hệ thống heat pump như thế. Đây là một con heat pump của Siat. Đây các bạn. Đấy. Cái thông đây là cái thông là một số cái tham số của nó này các bạn này. Đấy. Số cái thông số kỹ thuật của nó. Con này nó nặng 3.880 kg. Công suất của nó là dòng chạy của nó 490A. Đấy, sử dụng ga 1/4. Đấy, cái dòng này là LWP 2800BX HPS LW. Đây là dòng này của Siat này các bạn này. Thì nó bao gồm có hai cái máy nén. Đấy, hai cái máy nén cộng với cả các hệ thống đường ống của nó tạo lên con heat pump này. Cơ chế nguyên lý hoạt động ngược lại với chiller. Thì chiller thì người ta sẽ lấy nước lạnh. Còn heat pump người ta sẽ lấy nước qua cái dàn ngưng tụ. Để nó chính là nước nóng. Còn chiller thì nó sẽ lấy nước từ cái dàn bay hơi. Còn dàn ngưng tụ nó giải nhiệt ra ngoài. Cái dòng heat pump này nó được giải nhiệt. Tức là cái phần nước nóng thì nó sẽ bơm vào các cái hệ thống FCU rồi ARU để mà cấp đi các cái phòng. Thế còn cái hệ thống nước lạnh, tức là cái phần lạnh của nó, tức là cái dàn bay hơi, nó sẽ được giải cái nhiệt lạnh này bằng các cái hệ thống tháp giải nhiệt hoặc là hệ thống nước giếng. Tức là ở đây nó là giếng địa nhiệt. Có thể một số nơi không dùng cái hệ này vì nó cũng tương đối là tốn kém và phức tạp. Tuy nhiên ở đây thì người ta dùng cái hệ này nó gọi là hệ giếng địa nhiệt để mà giải cái nhiệt lạnh này. Đấy. Con này làm nóng nước nha các bạn nhé. Nó sẽ làm nóng cái nước lên và nó bơm vào cái hệ thống tải trong tòa nhà. Đấy, nhìn nó cũng rất là đồ sộ. Đấy thì hai cái đường ống này. Cái đường ống này là cái đường ống lạnh này. Đấy, trên đường ống gắn các cái flow switch để chống mất nước. Còn ở dưới này là phía đường nước nóng này. Nước nóng sẽ được bơm vào qua cái dàn này và con heat pump nó sẽ nén. Cái dàn này chính là cái dàn ngưng và có cái hệ thống ống mao mà để cho nước hồi từ cái hệ thống FCU ARU về đây. Rồi nó qua các cái ống mao. Các ống mao được làm nóng bởi giữa các cái ống mao đấy chính là cái dàn ngưng tụ của nó, và ngược lại cái dàn trên này thì nó lấy nước từ cái hệ thống đầu vào bên kia, tức là nó lấy từ dưới lòng đất và sau khi qua các hệ thống ống mao để lấy các cái hơi lạnh, tức là lấy cái hơi lạnh từ cái dàn bay hơi và nó lại trả về cái đường hồi này lại bơm xuống đất và nước
chu trình của nó tuần hoàn ở dưới lòng đất ấy, thì cái nhiệt độ ở lòng đất thì như chúng ta cũng đã biết là nó rất là ổn định. Thực ra nó không phải là nó không ảnh hưởng bởi cái thời tiết, ví dụ như là ở ngoài trời thì nó nóng thì nước chúng ta nước giếng tắm rất mát đúng không ạ, khi mà mới bơm lên. Thế còn ngoài trời mà ví dụ mùa đông ngoài trời rất là lạnh nhưng mà nước giếng chúng ta bơm lên cái thì cảm giác nó lại ấm ấm, có nghĩa là nó giữ cái nhiệt độ rất là ổn định ở trong lòng đất. Trong lòng đất thì bao giờ nó cũng ấm hơn đấy, thì cơ chế của cái phần địa nhiệt là như thế. Còn cái heat pump này thì các bạn cứ tưởng tượng nó đúng như cái máy điều hòa hai chiều nhà mình, khi mà chạy mùa đông chạy chiều nóng đấy, thì cái phần giải nhiệt nước thì cái phần nước nóng được giải nhiệt ra, thay vì chúng ta điều hòa nhà chúng ta là cái quạt thì đây nó là nước, thì nó gọi là cái hệ thống heat pump các bạn nhé. Đấy, heat pump đấy. Đấy, hy vọng là qua vài phút chia sẻ của mình thì các bạn cũng phần nào hiểu được heat pump là cái gì. À, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và các bạn có thể nhấn đăng ký kênh nhé, để khi có video mới thì nó sẽ gửi cái video đến các bạn đầu tiên. Xin chào các bạn, xin cảm ơn.